Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 9 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư máy kiểm tra khuyết tật cây xanh sau vụ gãy nhánh cây cổ thụ làm 2 người tử vong mới đây. Hôm nay, các nghị sĩ tại Hạ viện Thái Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng mới của nước này. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay chủ trì phiên họp thứ 9 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng, đánh giá các phong trào thi đua từ đầu nhiệm kỳ đến nay như phong trào cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 đều thiết thực, hiệu quả, được các bộ, ban ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị và nhân dân triển khai sôi nổi, rộng khắp, hướng vào các việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng nêu rõ từ nay đến hết năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng là rất quan trọng. Về nhận thức và hành động, Thủ tướng nhấn mạnh hai nội dung này phải luôn gắn chặt với nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Đây là một trong những sức mạnh nội sinh của đất nước dân tộc, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nếu làm tốt sẽ tạo động lực, nguồn lực, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, toàn dân, cả hệ thống chính trị, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Còn nếu không làm tốt, làm qua loa, chiếu lệ, hình thức, thiếu khách quan trung thực thì sẽ tác dụng ngược. Thủ tướng cũng đề nghị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiệu quả, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về thi đua khen thưởng để thực hiện khách quan, đúng người, đúng việc, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa cao. Tỉnh Sóc Trăng đang chuẩn bị tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm đẩy nhanh thi công tuyến dự án thành phần 4 của cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua địa phận tỉnh Sóc Trăng để chào mừng 79 năm quốc khánh. Dự án này đang bị chậm tiến độ do gặp phải khó khăn chung, thiếu nguồn cát san lấp nền đường. Phóng viên Quốc Thới thông tin chi tiết. Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng, chủ đầu tư của cao tốc thành phần 4, đang yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch chi tiết, tập trung nguồn nhân lực và máy móc thiết bị để triển khai cao điểm 15 ngày đêm, đẩy nhanh thi công cao tốc theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Những gói thầu nào chưa có cát thì tập trung xây dựng đường công vụ, cầu cống trên tuyến. Riêng gói thầu có cát thì đẩy nhanh san lấp đường chính. Nhà thầu sẽ tổ chức thi công 3K4 kiếp để bù tiến độ bị chậm trước đó. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt để tìm nguồn cát phục vụ cho cao tốc. Hiện đã có 2 mỏ cát sông đi vào khai thác, bước đầu đã có trữ lượng. Bên cạnh đó, tổ công tác liên ngành của tỉnh quản lý chặt chẽ tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép, kiên quyết không để thất thoát, đảm bảo nguồn tài nguyên này phải được phục vụ cho các công trình trọng điểm. Tại buổi kiểm tra tuyến cao tốc thành phần 4, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng ghi nhận các nhà thầu đã phấn đấu nỗ lực rất lớn để khắc phục khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đợt phát động này thể hiện sự quyết tâm quyết liệt của tỉnh Sóc Trăng nhằm tháo gỡ khó khăn để đưa dự án cao tốc hoàn thành đúng với tiến độ mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Sáng nay, lễ khánh thành 56 ngôi nhà do người dân bị mất và hư hỏng do nhà sạt lở vào đất vào năm 2020 thuộc dự án thôn Nghĩa Tình Sơn Hải đã được tổ chức tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vào năm 2020 thì người dân thôn Cuôi và thôn Chi, xã Hướng Lập bị sạt lở đất, nhiều hộ dân đã mất nhà mất đất. Trong mấy năm qua thì tập đoàn Sơn Hải đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng để xây dựng 56 ngôi nhà trên diện tích hơn 14 ha. Nhà được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn phù hợp với phong tục tập quán của bà con địa phương. Diện tích mỗi tầng rộng 54 m², có hệ thống điện chiếu sáng, mạng internet, nhà vệ sinh và nhà bếp dưới sàn. Tập đoàn cũng đã xây dựng 2 phòng học dành cho bậc tiểu học và mầm non đạt chuẩn, phòng ở cho giáo viên và một nhà sinh hoạt cộng đồng. Khu dân cư mới này có hệ thống cấp nước sinh hoạt, đường điện chiếu sáng và sinh hoạt, đường giao thông, ruộng lúa bậc thang để người dân sản xuất. Ngoài ra, tập đoàn còn hỗ trợ người dân 56 TV và 100 tấn gạo đủ ăn trong vòng 3 năm xây dựng công trình.
Các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Tây Ninh đang nỗ lực đảm bảo về thuốc và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Theo kết quả trúng thầu tập trung tại Sở Y tế Tây Ninh từ năm ngoái cho đến nay, tỷ lệ mặt hàng được phê duyệt đạt gần 80%. Đối với những loại thuốc không chọn được nhà thầu thì các đơn vị khám chữa bệnh có thể sử dụng các thuốc khác đã trúng thầu có cùng công dụng điều trị để thay thế hoặc là có thể đấu thầu mua thuốc riêng để sử dụng. Còn về công tác đấu thầu vật tư y tế, đến tháng 7, các trung tâm y tế tuyến huyện đã thực hiện đấu thầu gói thầu vật tư hóa chất. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã hoàn thành gói thầu hóa chất trong tháng 8 này. Có một số cái loại mà khi mà đấu thầu thì cũng không có nhà thầu tham gia, hoặc là nó vượt giá do đó mình không mua được. Thì đối với trường hợp này thì theo quy định của luật đấu thầu mới thì các đơn vị phải được phép là tổ chức thực hiện gói thầu riêng, hoặc là chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt trong những gói thầu mà dưới 100 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư thử nghiệm máy kiểm tra khuyết tật cây xanh. Đây là giải pháp nhằm phát hiện sớm những cây xanh có thể bị gãy nhánh như là thời gian qua tại thành phố này. Nghiêm trọng nhất là vụ gãy nhánh cây cổ thụ xảy ra ở công viên Tao Đàn, quận Nhất, làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Hàng năm, công ty thường xuyên thực hiện công tác duy tu, chăm sóc bảo dưỡng hệ thống cây xanh theo kế hoạch do các chủ đầu tư thông qua. Tuy nhiên, việc phát hiện các khiếm khuyết cây xanh đô thị chủ yếu bằng kinh nghiệm, chuyên môn thực tiễn của công ty, trong khi nhiều nước tiên tiến đã sử dụng các thiết bị máy móc để theo dõi, đánh giá khiếm khuyết cây xanh. Thì do đó là công ty cũng đã từng bước trang bị một cái máy kiểm tra khuyết tật. Đây là một cái thiết bị mà đo điện trở khoa học, đó là thực hiện bằng cách là khoan vào trong thân cây hoặc là cấu trúc đó, đưa cái kim rất là dài, mỏng đi vào trong để mà chúng ta đo cái cấu trúc về cái mật độ của bên trong cái thân cây. Chúng ta thường hình dung là khi mà nó có ở bên trong nó có khuyết tật gì đó thì nó sẽ thể hiện ra, cho ra những cái kết quả. Hiện công ty đang từng bước phối hợp với các nhà khoa học chuyên ngành thử nghiệm ở những chủng loại cây trên địa bàn thành phố như sao đen, lim sét, sọ khỉ để phân tích, xây dựng quy trình đánh giá trên cơ sở khoa học nhằm phục vụ công tác quản lý được tốt hơn. Việc phê chuẩn này là phải được những cái cơ quan đánh giá độc lập cũng như là được cơ quan có chức năng phê duyệt cái quy trình đánh giá trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi. Ở Việt Nam luôn thì hiện nay chúng ta chưa có được phê duyệt này. Việc trang bị các thiết bị mới vào công tác quản lý cây xanh đô thị vẫn đang trong giai đoạn lấy mẫu. Kết quả phân tích đánh giá cần được kiểm tra một cách khoa học trên mẫu số đủ lớn để xây dựng chính xác. Trước đó, công ty này đã đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến việc duy tu chăm sóc cây xanh trên địa bàn. Với mong muốn tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng thủ đô và thâm nhập thành công vào các chuỗi phân phối lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội. Phóng viên Hoàng Dương thông tin chi tiết từ sự kiện. Xin kính chào quý vị khán giả. Hẳn là nhiều người trong số quý vị cũng đặt ra câu hỏi là năm nay ra chợ ít thấy nhãn lồng Hưng Yên đúng không ạ? Cũng dễ hiểu thôi, bởi năm nay do thời tiết bất thuận nên sản lượng nhãn có giảm. Giá nhãn dao động loại thường phổ thông từ 50.000 đồng 1 kg, còn với những giống nhãn quý, nhãn cổ dao động từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg. Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên năm 2024 được tổ chức tại trung tâm thương mại BC Thăng Long, quy tụ 20 nhà vườn và hợp tác xã bảo tồn những giống nhãn quý của tỉnh Hưng Yên và trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng tới tiêu chuẩn hữu cơ. Bên cạnh sản phẩm nhãn tươi thì người tiêu dùng còn có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm nhãn chế biến như là long nhãn, hay là đặc biệt là long nhãn ôm sen, một sản phẩm mới, cùng với đó là mật ong hoa nhãn và hộp quà trung thu với những sản phẩm chế biến từ nhãn. Cùng với đó thì tuần lễ cũng giới thiệu tới du khách thủ đô những sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên. Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên 2024 sẽ kéo dài từ ngày hôm nay đến hết ngày 22 tháng 8. Năm nay sản lượng nhãn Hưng Yên dự kiến sẽ rơi vào khoảng 40.000 tấn. Do sản lượng nhãn có giảm nên là việc thu hoạch rộ sẽ diễn ra trọn vẹn trong tháng 8 này. Triển lãm quốc tế về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bế mạc vào hôm nay. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 350 doanh nghiệp đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hàng nghìn người dân đến tìm hiểu về các thiết bị phòng cháy chữa cháy trong hộ gia đình, nhất là trong bối cảnh mà cháy nổ diễn ra phức tạp như hiện nay. Chị Thu Nga đang cần mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy cho gia đình. Biết tin có triển lãm, chị đến tìm hiểu về thiết bị chống khí độc. Phù hợp với gia đình thì cũng có một số sản phẩm. Vừa nãy là bạn nhân viên cũng giới thiệu cho mình.
là mình thấy là cũng rất tốt và rất dễ sử dụng. Trước sự quan tâm ngày càng lớn đối với sản phẩm phòng cháy chữa cháy của hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cũng đã có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường, chứ không chỉ tập trung sản phẩm cho lực lượng chuyên nghiệp như trước. Sau lưng tôi là những bình chữa cháy tại nhà bếp, thì những bình chữa cháy này được nghiên cứu chế tạo với những chất có thể chữa cháy hiệu quả đối với lại dầu ăn. Ngoài ra thì bình chữa cháy cũng được sơn bằng những màu rất là trang nhã, phù hợp với nhiều thiết kế nội thất trong gia đình. Công ty em đã tìm hiểu và đưa về thị trường Việt Nam rất nhiều các sản phẩm đa dạng từ rất nhiều các nước trên thế giới khác nhau. Bởi vì nếu như chỉ là những cái sản phẩm mà bên công an quân đội sử dụng có giá thành khá cao từ các sản phẩm châu Âu hay Mỹ, thì người dân mình sẽ khó tiếp cận và khó sử dụng. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đánh giá cao các sản phẩm năm nay được cập nhật có công nghệ hiện đại như camera quan sát cảnh báo sớm, phát hiện cháy, nổ và gửi thông tin đến điện thoại người trong gia đình. Qua cái triển lãm này thì cũng mong muốn là người dân, những cái đơn vị đến trải nghiệm tại triển lãm nắm được công nghệ rồi, biết được phần sản phẩm rồi thì phải ứng dụng trong thực tiễn. Khi ứng dụng thực tiễn thì sẽ giúp cho cái việc cải thiện cái việc phát hiện và xử lý cái sự cố cháy. Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm như mê cung khói, chữa cháy thực tế ảo, kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật hồi sức nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho người dân. Cuộc diễn tập chống xâm nhập bờ biển do quân khu 5 tổ chức đã diễn ra vào những ngày qua trên thao trường tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tình huống giả định của đợt diễn tập lần này là có một tàu đổ bộ bộ binh bằng đường biển xâm nhập đất liền. Nhận được tình hình thì các lực lượng đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tác chiến chống xâm nhập bờ biển. Theo đó, phía lực lượng phòng vệ bờ biển Trung đoàn 143 đã cơ động lực lượng, phương tiện và tiếp cận nghiên cứu thực địa, xây dựng hệ thống công sự trận địa, thiết bị để đối phó. Dù số lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, thế nhưng đến nay đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng theo đúng kế hoạch đã xác định. Từ giữa tháng 8 năm ngoái, Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách nới lỏng thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam, như là cấp visa điện tử cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thời gian lưu trú tối đa lên tới 90 ngày. Thế nhưng bên cạnh lợi ích rõ ràng thì thời gian lưu trú lâu của người nước ngoài cũng gây ra nhiều phức tạp trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự. Một cơ sở lưu trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong căn phòng chưa tới 10m² là khoảng chục người thuê trọ. Sau khi kiểm tra hành chính, phát hiện 5 người đã ở quá hạn. Tương tự như vậy tại một cơ sở khác, có người định bỏ trốn khi thấy lực lượng chức năng. Thời điểm kiểm tra, nhiều người không xuất trình được hộ chiếu, hàng loạt trường hợp đã ở quá hạn. Để giảm chi phí thì nhiều người đã thuê một căn phòng trọ như thế này. Đây là khu vực bếp, đồ đạc thì rất là lộn xộn và cũng bốc mùi khá là khó chịu. Mỗi người sẽ có một chiếc giường như thế này, rộng khoảng 90cm và dài tầm khoảng 1m8, giá thuê khoảng 49 đô la Mỹ, tức là khoảng gần 1 triệu 200 nghìn đồng mỗi tháng. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, những người này đều đến từ một số quốc gia châu Phi và Trung Đông. Họ không có tiền, cũng không có bằng cấp. Tôi đợi người nhà gửi tiền sang, chứ giờ làm gì có tiền mà về. Tôi không có tiền, chẳng có tiền để mua vé máy bay về nước. Tôi muốn kiếm việc nhưng không ai thuê cả. Tôi biết ở quá hạn là vi phạm pháp luật của Việt Nam, nhưng mà tôi muốn ở lại để kiếm việc làm. Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, nửa đầu năm nay, Việt Nam đón gần 9 triệu người nước ngoài nhập cảnh, tăng gần 60% so với năm ngoái. Trong 6 tháng đã có 80 vụ việc, hơn 150 người nước ngoài đã bị bắt giữ liên quan tới các loại tội phạm như buôn bán ma túy, mại dâm, gây rối trật tự công cộng, gây thương tích. Thường là có cái tính manh động và dùng vũ lực để chống trả các lực lượng chức năng trong quá trình xử lý. Chúng tôi đã liên hệ rất nhiều cơ quan đại diện ngoại giao và có những cơ quan đại diện của quốc gia ở Việt Nam thì không hợp tác một cách đầy đủ, và tìm một cách để kéo dài việc xử lý hoặc là từ chối không chịu trách nhiệm về cái phối hợp xử lý cái vi phạm của công dân mình. Đây là những khó khăn lực lượng công an đang gặp phải. Hiện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an đang phối hợp với công an địa phương thường xuyên rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn, phát hiện và vận động các trường hợp ở quá hạn tại Việt Nam nhanh chóng xuất cảnh về nước. Hôm nay, các nghị sĩ tại Hạ viện Thái Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng mới của nước này.
một trận động đất có độ lớn 6,3 đã xảy ra ngoài khơi cách thành phố Hoa Liên của Đài Loan, Trung Quốc 34 km. Bản tin trưa nay sẽ tiếp tục với các tin thế giới. Vào sáng nay, thì Quốc hội Thái Lan đã họp phiên toàn thể bỏ phiếu về việc có bổ nhiệm bà Phê Thông Than Sinawat làm thủ tướng của nước này hay không. Và lúc 10 giờ sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Wanor, Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua đề cử của Đảng Vì Nước Thái về việc bổ nhiệm bà Phê Thông Than Sinawat, 37 tuổi và vị trí thủ tướng Thái Lan. Bà phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa trong tổng số 493 nghị sĩ tại Hạ viện. Trong khi đó, thì Liên minh cầm quyền 11 đảng do Đảng Vì Nước Thái dẫn đầu hiện nắm giữ 314 ghế tại Hạ viện. Hiện quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra. Nếu như được bầu thì bà Phê Thông Than Sinawat, lãnh đạo Đảng Vì Nước Thái, sẽ là nữ thủ tướng Thái Lan thứ hai và là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của nước này. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã thành lập một hội đồng điều phối để bảo vệ an ninh ở ba tỉnh biên giới giáp với Ukraine sau khi mà Ukraine tiến hành các cuộc tấn công cách đây 10 ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết là hội đồng mới thành lập có nhiệm vụ là cung cấp vũ khí cho các đơn vị, phối hợp hành động trong trường hợp biên giới quốc gia có nguy cơ bị xâm phạm, chăm sóc y tế, hỗ trợ chính quyền dân sự sơ tán người dân, cũng như là thực hiện các biện pháp bổ sung để bảo vệ các tỉnh này trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Trước đó cùng ngày, thì lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã thông báo việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh ở ba tỉnh là Kursk, Bryansk và Belgorod. Nhà Trắng hôm qua cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang diễn ra tại Qatar đã có sự khởi đầu đầy hứa hẹn, song không mong đợi sẽ đạt được thỏa thuận ngay lập tức. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, bày tỏ hy vọng là các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay. Trước đó, đàm phán về ngừng bắn tại Gaza đã được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar vào chiều qua. Ai Cập cùng với Mỹ và Qatar làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và lực lượng Hamas để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tổng lực trong khu vực sau vụ ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của lực lượng Hezbollah tại Liban và vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Iran. Đàm phán diễn ra ở Qatar, thế nhưng chiến sự thì vẫn tiếp diễn ở Gaza. Cơ quan y tế tại Gaza hôm qua cho biết là xung đột bùng phát từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay đã khiến cho 40.000 người Palestine thiệt mạng. Theo Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc, con số thương vong gia tăng này là một cột mốc đen tối. 10 tháng chiến sự ở Gaza đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Nghĩa trang chỗ của người chết giờ là nơi lánh nạn của người sống. Người Palestine dựng lều tạm ở đây, ngay bên cạnh những ngôi mộ của những đồng bào của mình. Chúng tôi không có chỗ nào để đi ngoài khu nghĩa trang này, đổ nát hết cả. Tình hình rất khó khăn. Số người chết đã vượt quá con số 40.000. Mỗi ngày lại có nhiều thi thể được đưa vào chôn cất tại đây. Chúng tôi sẵn sàng đi nếu họ cần chỗ. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ghi nhận những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế của các bên xung đột tại Gaza. Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và trả tự do cho các con tin. Chỉ có vậy mới hy vọng có thể chấm dứt những chuỗi ngày mà, như một người Palestine đã nói, họ không có niềm vui nào trong cuộc sống, họ không muốn tiếp tục sống nữa. Sáng nay, một trận động đất có độ lớn 6,3 đã xảy ra ngoài khơi cách thành phố Hoa Liên của Đài Loan, Trung Quốc, 34 km. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết là trận động đất có độ sâu 9,7 km. Các tòa nhà ở Đài Loan cũng đã rung lắc vì trận động đất này. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại. Trước đó một ngày, thì một trận động đất có độ lớn 5,7 cũng đã xảy ra ngoài khơi huyện Nghi Lan, Đài Loan, Trung Quốc, nằm gần vị trí tiếp giáp hai mảng kiến tạo và thường hứng chịu động đất. Khi mà đợt nắng nóng quét qua vùng Balkan, thì người dân và du khách tại thành phố Jada của Croatia đã tìm thấy sự thư giãn bên bờ biển, nơi mà âm nhạc từ đại dương vang lên. Dưới những bậc thang đá cẩm thạch trắng dẫn ra biển, thì một công trình nghệ thuật độc đáo mang tên là đàn ống biển đã làm mê hoặc người dân và du khách. Công trình này do kiến trúc sư nổi tiếng Nikola Bezic thiết kế, sử dụng sức mạnh của sóng biển để tạo ra những giai điệu êm dịu, thay đổi không ngừng, mang lại cảm giác thư giãn và du dương. Đàn ống biển không chỉ là điểm nhấn về nghệ thuật mà còn là nơi mà mọi người có thể tìm thấy sự bình yên giữa cái nóng oi ả. Khu vực này đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tránh nóng và tận hưởng âm nhạc tự nhiên từ biển cả.
sẵn sàng tuân thủ quy định chống phá rừng của EU. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tài chính kinh doanh sau ít phút nữa. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chào tạm biệt quý vị.